xin chào tất cả mọi người đã đến với cái channel ẩm thực và cuộc sống của hai mẹ con nhà Ella ở Mỹ. Hôm nay thì mẹ Ella lại tiếp tục có lọc lá ăn rồi. Đây, một người bạn của anh xã mình hôm bữa đi câu đó, hôm nay ảnh lại rảnh rỗi đi câu. Và ảnh lại cho mình một con cá, đây cho các bạn xem. Còn nguyên con mình chưa có làm, bây giờ mình mới làm. Con cá này thì nhìn đó, cái hình dáng của nó giống như là cái con cá chép ở Việt Nam mình đó các bạn. Con cá này mà đem chiên xù cả vảy cả ria đó, ăn cua bánh tráng là hết ý luôn. Nhưng mà hôm nay thì mình không có chiên xù các bạn. Tại vì hôm bữa ảnh cũng cho mình một con, nó là cũng to như thế này nè. Mình vừa mới chiên xù mình ăn xong. Các bạn nào mà đăng ký cái channel của mình mà theo dõi mình á, thì sẽ biết ngay đúng không? Tại vì mình mới ăn cách đây là 2-3 ngày đó. Đó, mình mới ăn xong cái con cá đó chiên. Xong rồi bây giờ mình để chiên nữa thì mình ngán. Đâm ra là mình sẽ làm đơn giản hơn. Hôm nay là mình sẽ đi cắt một ít hành lá ở bên ngoài rồi mình nhét vô bột ướp sơ sơ thôi. Chủ yếu là mình lấy cái thịt cá cho nó ngọt á, rồi mình quấn với bạc, rồi mình đem ra ngoài lò mình nướng, rồi mình lại ăn, mình lại hái rau của bánh tráng tiếp. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu làm cá ha. Đầu tiên là mình sẽ đổ muối vào nha, để cho con cá của mình nó được săn thịt á. Cá không ăn muối, cá ươn. Đổ vô chút cho nó vừa săn thịt mà nó vừa đi nhớt nữa, rồi mình trong khi mình làm thì muối nó thấm vô nó đỡ tanh luôn. Vừa đỡ tanh vừa sạch. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt những cái ria, cái mang nó đi nha. Cắt cái ria nó đi luôn. Cắt luôn cái đuôi nó đi cho nó ngắn bớt đi. Dài quá. Cái này mà chiên xù bỏ vào cái chảo mà giống như nhà hàng á các bạn. Chiên xù lên á hả, đẹp vô cùng. Bây giờ thì mình sẽ đánh vảy nha. Mình không có phải đi bán hàng gì hết nên là mình không có phải vội. Mình cứ từ từ mình đánh cho cái vảy nó khỏi văng lung tung á. Nè, cá này là mình ăn là cá tự nhiên á. Mà cá mới câu được là còn tươi trong luôn. Cá sau khi mà mình đánh vảy xong là mình đã cắt hai cái bên mang đó nè. Bây giờ là mình sẽ mổ bụng, lấy ruột nó ra. Mình sẽ ướp trực tiếp lên cá này luôn nha, một chút xíu muối. Xì bột nêm. Tiêu. 1-2 giọt dầu mè. Bây giờ thì mình sẽ đeo bao tay vào rồi xoa cho nó đều con cá đi. Rồi mình chở mặt bên kia con cá mình cũng sẽ ướp y chang như vậy. Mình cũng xoa đều con cá lại luôn nha. Cái này á, mình ướp ra chén mình xoa lên thì nó đều hơn nhưng mà không cần thiết. Tại vì mình cũng chỉ ướp sơ sơ thôi mà, chủ yếu là mình lấy cái ngọt của thịt cá đó. Rồi bây giờ là mình sẽ ướp ở đây khoảng 15 phút nha. Trong cái thời gian mà mình chờ đợi cái gia vị nó thấm vào cá thì mình sẽ đi cắt hành lá. Cá của mình từ nãy giờ là đã thấm gia vị rồi đó. Hành thì mình cũng đã rửa sạch rồi. Bây giờ mình sẽ cuộn hành lại rồi mình nhét vào trong bụng con cá rồi mình đem cá đi nướng cho nó thơm. Hành này ở đây là mình cắt hơi già nè các bạn. Nó lên ngọng hoa hết rồi nè. Hành này thì mình ăn thì nó hơi già nhưng mà để mà nhét vào bụng con cá để mà nướng á thì rất là thơm. Tại vì những cái hành này nó rất là nồng. Nó không phải giống như là cái hành mình mua ngoài chợ đâu. Cái hành mình trồng ở nhà nó đã thơm rồi mà những cái hành già như vậy này nó lại càng thơm hơn nữa. Đó, mình gấp cho làm ba như thế này. Rồi mình nhồi vô bụng con cá. Ồ, mà trước khi nhồi trong bụng cá thì bụng con cá thì mình sẽ cho cái phần trứng á. Trứng lúc nãy mình rửa sạch rồi mình bỏ riêng nó ra đó. Giờ mình sẽ nhồi vô trong trước. Rồi mình mới nhét hành bên ngoài. Hành nó già nhưng mà cũng có những cái cọng nó rất là non á. Mình cuộn nó lại nó kêu rộp luôn. Mình dồn nó vô như thế này. Mình không có cần phải khâu lại đâu. Mình cứ nhét sâu sâu nó vô là được rồi. Bụng con cá này nó cũng to, nhét nó cũng dễ. Bây giờ mình sẽ quẩn cái bạc là phải đem miếng nha. Cái bạc phải để lên trên nè, hay trên. Để xíu. Bây giờ là mình sẽ quẩn cái bạc là phải đem miếng nha. Con cá nó to, có một miếng không đủ luôn nè. Cho em xin miếng. Mình sẽ lấy cho một miếng nữa. Bây giờ là mình đang nướng ở nhiệt độ là 450 độ F.
nhiệt độ Việt Nam là bao nhiêu là mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình sẽ nướng ở cái nhiệt độ này trong vòng 1 tiếng nha. Trong khi chờ đợi cá này 1 tiếng đồng hồ thì mình sẽ đi hái rau. Bây giờ là mình xin mời các bạn là đi ra vườn hái rau với mình nha. Để tí xíu nữa mình hái rau xong rồi mình sẽ quấn bánh tráng á. Ba ông là với ông là đang đi ở dưới đất để mình quay cho các bạn xem nha. Đấy, hai cha con đang đi dạo vòng quanh đằng sau nhà đợi cá chín của mẹ. Em là bây giờ là mùa hè là thích đi ra ngoài lắm các bạn, thích có con đi tới nhà chơi, thích được đi chơi vòng vòng, nên là chiều đến là cứ ra ngoài xe đợi sẵn bố đẩy đi chơi. Thôi bây giờ là mình xin mời các bạn là đi hái rau với mình nha. Đầu tiên là mình sẽ hái mấy quả tắc của mình, mình vừa mới cấu xong rồi các bạn, rất là thơm luôn. Bình thường thì mình hay sử dụng nước mắm chanh, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ thay chanh bằng mấy quả tắc của mình để cho cái mùi thơm nó được đặc biệt hơn một chút. Cái này là mình đang trước nhà nè. Giờ là mình hái xà lách trước. Xà lách này là xà lách Việt Nam á. Mình có nhiều loại xà lách lắm các bạn. Mình có gần 10 loại xà lách lận á. Cái này là một trong những cái loại xà lách Việt Nam thôi. Đây cũng là một trong những loại xà lách Việt Nam mà. Mình nó cứng hơn cái loại lúc nãy một chút. Ra hái rau mà có phải ăn rồi xin mời. Bây giờ là mình bây giờ là mình sẽ hái một ít xà lách Nhật. Xà lách Nhật loại trắng. Đây cũng là xà lách Nhật này các bạn, nhưng mà nó hơi màu tím tím một chút xíu, chứ nó không có xanh giống như lúc nãy không. Còn này là xà lách mềm Đà Lạt nè, mà cái loại này nó đỏ hết nguyên lá luôn. Cái này cũng vậy nhưng mà nó loại cứng. Này là cái loại lúc nãy mình hái nè, nhưng mà cái này còn nhỏ lắm mình chưa có hái. Đây là mình có một ít xà lách Đà Lạt cũng ở đây nè. Cái đám cải xanh của mình nó lên tốt cho các bạn, um tùm luôn á. Nên là mình hay cắt rau cải xanh ăn bánh xèo là vậy á. Cho các bạn xem cái cây dưa leo của mình luôn nè. Trời ơi, nó lùng tịt luôn á mấy bạn. Chắc được nửa người mình thôi, không tới nữa. Mà hoa của nó quá trời hoa là hoa. Cái này là mấy đêm vừa rồi nó mưa gió đó mấy bạn, nó rụng biết bao nhiêu rồi đó. Chứ không hở ra là tao nói lá nhìn không thấy đâu mà hoa, không là hoa. Chí chít cây luôn mà không biết có đậu được quả nào không, không biết nữa. Quá trời. Cây cà tím của mình cũng bắt đầu ra hoa rồi nè. Cây cà pháo của mình nó có một chút ép rồi mà cũng đã bông rồi. Quay cận cảnh cái hoa hành cho các bạn xem luôn nè. Cây quế của mình cũng chút xíu mà cũng ra bông rồi. Còn đây là hoa cải cúc nè. Nhìn nó cũng giống như hoa cúc vậy đó, nên là chắc vậy nên người ta gọi nó là cái cây rau cải cúc. Năm nay trồng cây rau cỏ trong nhà chán lắm mấy bạn ơi. Thời tiết nó lạnh nóng thất thường á, nên là cây cối không có phát triển được nhiều. Đa số là nó bị còi không à. Cái này là cây đậu đũa nè. Cà chua của mình là bắt đầu ra trái rồi nè. Mà cái giống cà chua này nó ngộ lắm mấy bạn. Nó ra cái trái nó màu tím tím á. Mà không biết sau khi chín thì nó ra cái màu gì thì mình cũng không biết nữa. Cây lá mơ nè, cây sung, mấy bụi xả, cái này là rau cần. Mình sẽ hái một chút rau thơm. Đây là cây cà chua trắng của mình nè. Cái cà chua này trái nó cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó ra chùm chùm ngon lắm, đẹp lắm. Nó đang ra bông quá trời nè. Trái non nó cũng đang ra. Ôi, cái đám làng của mình nó lên quá trời của đất lên úng tùm. Mình bảo mình hái đặng mình xào tỏi mà mình chưa có thời gian ăn luôn á. Rau muống của mình nó cũng lên quá trời rồi nè. Mấy cái cây ngải cứu nó rụng mà nó lan nhanh chưa, nó chui vô cái đám rau muống của mình rồi. Đây là cái cây rau Mỹ mình cũng không biết tên nó là gì nữa mà thỏ nó thích ăn cái cây này lắm luôn á, ngày nào nó cũng đến ăn. Cây rọc mùng nè. Của cà chua bi của mình nè. Nó có trái vàng này kìa, sắp tới chín rồi. Nãy cho em là ăn được mẹ tí thì tí à. Bây giờ là mình ra sau vườn nhà mình nè, mình cắt một ít rau giúp cá luôn. Nó lên quá tốt luôn rồi nè. Hẹ nó nhìn nó lên non mơn mởn luôn, y như là cỏ vậy đó. Nè, nhìn ngon chưa? Cắt một chút xíu vô được quả bánh tráng. Mình cũng cắt một xíu rau cần nước luôn. Rau cần của mình nay nó lên non mơn mởn luôn nè. Cao quá thì cao rồi. Rau cần này thường ngày xưa là mình hay xào với thịt bò, hoặc là mình ăn lẩu mình mới ăn với nó. Nhưng mà có lần lên người bạn á, người ta cắt rau cần, người ta quấn bánh tráng với cá đó, ăn thấy ngon á. Nên là bây giờ là mình cũng ăn quấn cá, là mình cũng hay cắt rau cần chung lắm. Nhiều lắm. Mình cũng cắt nắm thôi.
Rồi, bây giờ là mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi. Mời các bạn ăn cá cốm bánh tráng với mình nha. Em là thì đang ăn cháo gà. Hôm nay là mình nấu cháo gà ác cho cô ấy ăn. Cháo gà ác nấu đậu xanh. Ăn nó kiểu kiểu giống như là cháo chim bồ câu á, nhưng mà ở đây không có bồ câu nên mình nấu gà ác. Ăn mẹ đút cho thì còn được miếng, cô ấy ăn thì ăn vô miệng thì ít mà đổ ra ngoài thì nhiều. Nhưng mà bây giờ không cho đút nữa, cứ thích tự múc. Cá của bánh tráng này mình sẽ ăn chung với rau thôi. Mình có chén nước chấm ở đây nữa. Mình không có quấn chung với bún. Ăn bún mau no lắm các bạn. Mình chỉ ăn cá với lại ăn rau thôi. Mùa này đi ra vườn một chút xíu vô là tha hồ rau ăn. Thật ra hôm nay mình ngoài cá này ra mình còn có cháo, còn có bánh xèo nữa. Bánh xèo đổ giả chiến. Nhà có cái gì đổ cái đó nên là không có quay gì hết á. Mục đích không phải là ăn bánh xèo, mà tại vì rau cải xanh bây giờ nó nhiều quá đó. Rau cải xanh mà ăn thì chỉ có món bánh xèo là nó hợp thôi. Nên là mình đổ bánh xèo. Mình đổ một bịch. Nhưng mà mình ăn chắc khoảng nửa bịch rồi. Còn nửa bịch đó thì mình đã pha bột sẵn rồi, là mình bỏ vô tủ lạnh á, nó cũng không có hư đâu. Mình bỏ vô đó rồi khi nào mình ăn là mình đổ tiếp. Má chưa ăn gì mà nói gì? Ăn cháo. Ăn hết đừng xin mờ gì nữa. Rồi nên mình thử miếng cá nha. Con cá bự chân bản luôn, mà tại vì mình không có biết cách để máy nên là nhìn nó nhỏ chứ thật sự nó bự lắm. Rất là thơm luôn á. Thịt cá thì ngọt thơm nhưng mà nó không có độ dai lắm nhờ. Nó không có độ dai lắm. Mời các bạn nha. Nước mắm đây. Mình ăn là cái gì mà quấn quấn như vậy là mình nào rất rất bánh xèo mình cũng quấn, gọi quấn mình cũng quấn, cá hấp cá nướng cá chiên gì mình cũng quấn, mà thậm chí chẳng có cái gì rau luộc không mình cũng lôi ra mình quấn. Nói gì vậy con? Mà ăn rau á, ăn quấn thịt thà không nói chi, mà nhiều khi chẳng có rau à, mình quấn không á, mình lấy cơ mình quấn trong cái ruốc mình ăn mình cũng thấy ngon nữa. Mình là cái dạng giống như nghiện quấn á, mà từ nhỏ rồi. Cái này dầm dương quá à. Rồi mẹ ướt trong miếng là mẹ cho sơn. Con ăn như vậy bao giờ mới xong? Con ăn miếng đi. Lấy trò chai bia. Mày uống bia gì? Sao lại? Sao lại hả? Chú ăn miếng không? Nó đang nóng mà ăn nó ngon. Chúng tôi hồi nó nguội nó lại tăng. Cái dòng cá mà để nó nguội tăng. Ăn cái cá nó không có khô giống như là cái kiểu Việt Nam mình mà nướng, mình nướng than đó. Nó cháy, nó khô, nó còn thơm, ngon hơn nữa. Bên này á, bên này mà xương xin ra ngoài mua than đốt cũng có chứ mấy không. Mà tại làm biếng. Cái đa số là mình nướng bằng ga cho nó tiện. Cái hành này á, nó già, nó có cái ngồng á, ăn nó dai lắm nhưng mình vẫn thích ăn. Bây lại giờ nó chín nó cũng kiểu như như, như luôn nè. Cái cọng hành nó ngọt ngay luôn đó ba. Ăn hành ngon hơn ăn cá đó bạn. Thôi bây giờ là mình xin kết thúc cái clip của mình ở đây nha, để cho anh xã mình ảnh ăn được thoải mái. Bây giờ là kết thúc, xin bye bye chứ không phải xin chào. Anh xã mình là anh không có thích quay. Mà mình quay á, có một mình á, nhiều khi mất thời gian nhiều cái á, anh cũng nói. Nhưng mà nói gì thì nói, nhưng mà vợ quay thì nói vậy nhưng mà vợ quay vẫn cho.
Nhưng mà đôi khi ăn bữa cơm á, ví dụ ảnh không có ở nhà mình tự quay, mình thấy nó thoải mái hơn. Giờ ngồi ăn bữa cơm á mà mình quay ảnh, ảnh cứ đi ra vô ăn không được tự nhiên. Thôi bây giờ mình xin kết thúc cái clip của mình đây nha. Nếu yêu thích cái kênh của mẹ con mình thì hãy bấm đăng ký để có thể theo dõi mẹ con mình thường xuyên hơn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau của mình. Bye bye.